Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân. Clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp để chúng ta lập trình kết hợp với cả các thiết bị quét mã vạch QR code hay là phần mềm quét QR code từ điện thoại và máy tính để chúng ta nhập vào các phần mềm. Trong clip này tôi hướng dẫn cho các bạn về cái phương pháp lập trình trong VBA, C# và Delphi. Trước khi lập trình, tôi sẽ cùng các bạn phân tích về cái chuỗi trong cái mã QR code của căn cước công dân. Khi chúng ta dùng phần mềm để quét cái mã QR code, các bạn thấy rằng là trong cái chuỗi mà chúng ta nhận về từ cái mã QR code trong căn cước công dân thì chuỗi này gồm có các thành phần. Phần đầu tiên đó chính là số chứng minh nhân dân hay là số căn cước công dân. Phần thứ hai là số căn cước công dân cũ nếu có. Còn nếu căn cước công dân nào mà mới tạo không có thì chỗ phần này sẽ không có này. Phần thứ ba thì sẽ là phần là full name, tức là phần họ và tên. Phần thứ tư đó là ngày tháng năm sinh. Phần thứ năm là giới tính. Phần thứ sáu là địa chỉ. Phần thứ bảy là thời gian cấp. Và đặc biệt là mỗi một thành phần thông tin này được ngăn cách nhau bởi một cái ký tự gạch đứng. Các bạn nhìn để ý nhá. Được ngăn cách bởi một ký tự gạch đứng. Nếu như chỗ này tôi có vào Excel. Và trong Excel tôi sử dụng một hàm là text split. Tham số đầu tiên đưa vào là một chuỗi phẩy. Tham số thứ hai chúng ta đưa vào ký tự làm cơ sở để tách, chính là dấu gạch đứng đó, hoặc là enter. Khi đó hàm này đã tách cho ta các thành phần ở trong chuỗi ra thành các cột. Vậy thì trong ngôn ngữ lập trình VBA chúng ta sẽ làm thế nào? Bây giờ vào môi trường lập trình VBA, tôi tạo user form. Ok, bây giờ chúng ta copy cho các thông tin khác. Ctrl C, Ctrl V. Thì lập trình để nhận cái chuỗi từ thiết bị quét mã vạch thì chúng ta dựa vào sự kiện là keyboard. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái trường đầu tiên, đó là trường căn cước công dân, để nhận sự kiện từ thiết bị quét mã vạch. Nhấp đúp chuột vào cái checkbox 1. Bây giờ chúng ta chọn lại sự kiện, đó là sử dụng cái sự kiện là key up. Các thiết bị quét mã vạch phần lớn là sẽ sử dụng cái phương pháp là gửi ký tự, và chúng ta dựa vào ký tự enter để chúng ta biết rằng là đó là đã kết thúc. Ta làm sau. Nếu keycode mà bằng thì chúng ta thực hiện. Đây chính là phím enter nhé. Tôi khai báo một cái chuỗi để nhận. S sẽ bằng mong 1.text. Đây sẽ là full text. Chúng ta sẽ khai báo một cái mảng A để tách chuỗi. A sẽ bằng split. Tham số đưa vào chúng ta đưa vào chuỗi S phải ký tự cắt. Ký tự để tách chuỗi. Ký tự đóng, ký tự đứng. Đóng hoặc là bắt đầu chúng ta gán lần lượt các control cho từng phần tử mảng. 0 chính là số căn cước công dân. Thế box 2 chính là bằng A phần tử thứ 2 của mảng. Đây chính là số cũ. Số chứng minh nhân dân cũ. Chúng ta hãy lưu ý rằng là tổng số phần tử của một căn cước công dân đầy đủ thì sẽ gồm có 7 phần tử. Đó, nhưng mà nếu như mà căn cước công dân mà không có cái số cũ thì nó chỉ có 6 phần tử thôi. Đó, cho nên chúng ta trường hợp này là chúng ta phải bẫy. Ta bẫy như sau. Nếu ubound
Nếu như phần tử mảng cuối cùng mà chúng ta nhận được mà lớn hơn hoặc bằng 6 thì có nghĩa là chúng ta có căn cước công dân cũ. Và khi đó y chúng ta bắt đầu là 1, ta đặt y bằng 1. Trước đó ta gán y bằng 0. Mục đích chúng ta sử dụng biến y để làm cái điểm xuất phát tiếp theo cho những cái trường thông tin gán. Bây giờ chúng ta gán thép bậc 2, thép bậc 3 bằng A phần tử thứ y cộng 1 thép bậc 4 y cộng 2 phần tử mảng kế tiếp thôi. Bây giờ chúng ta chạy thử. Nào, bây giờ tôi sẽ dùng phần mềm BS Barcode to PC để quét cái QR code của căn cước công dân. Con trỏ chúng ta đặt vào cái trường nhập liệu đầu tiên, đó là số số căn cước công dân. Nào, ta quét này. Chúng ta đưa camera vào căn cước công dân. Ồ, chúng ta thấy là nó không tách đúng không ạ? Nó không tách. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Trong cái phần mã nguồn này ta thấy rằng là chúng ta lập trình không có gì sai cả. Nhưng mà cái sự kiện key up này nó không nhận khi trường hợp mà phím bàn phím bằng Enter. Có lẽ là đây là trường hợp là chúng ta đã chọn sai cái sự kiện. Tức là để bẫy cái sự kiện phím Enter chúng ta không dùng key up mà chúng ta sử dụng key down. Nào, bây giờ hãy chuyển toàn bộ code này vào phần sự kiện key down. Cắt. Tôi sẽ chọn phần key down. Paste. Ok, để ta chạy. Ok, chuẩn. Như vậy là chúng ta đã quét thành công. Tiếp theo, tôi muốn là mỗi lần một quét xong thì cái thông tin về chứng minh nhân dân sẽ được nhập vào trong bảng tính Excel. Tức là ta sẽ nhập bắt đầu từ cột C. Ta làm như sau. Để đưa dữ liệu vào bảng tính thì chúng ta bắt đầu khai báo một biến để nhận dòng cuối. Là tôi sẽ dùng cái cột C 65.000 dòng làm cái điểm để tôi nhận dòng cuối NUP. Cộng 1. Sau đó tôi sẽ bắt đầu viết mảng dữ liệu bắt đầu vào cột C. Range của C dòng thứ L row ghép với cột thứ y dòng thứ l row. Tức ý nghĩa của nó là gì? Là chúng ta sẽ bao cái vùng này, bao cái vùng từ cột c dòng y cho tới cột thứ y dòng y. Đấy. Để chúng ta gán vào cái mảng a bằng a. Vậy xong. Sau khi gán xong rồi thì chúng ta lại set focus về cái control thecbuck1. thecbuck1.setfocus để phục vụ cho việc quét tiếp theo. Ok, để ta chạy. Ok. Sau khi nhận được cái phím Enter rồi thì chúng ta không muốn hệ thống coi như là nhận tiếp cái phím Enter để xử lý nữa. Thì chúng ta gán cái biến keycode này bằng 0 để ngăn cản cái việc xử lý của hệ thống. Ok. Ở trong C# chúng ta cũng lần lượt vẽ các control vào một cái form. Chúng ta sử dụng cái các control trong toolbox. Sử dụng label để chúng ta tạo nhãn và chúng ta sử dụng cái control có tên là checkbox để chúng ta tạo cái mục để chúng ta nhập liệu. Đây, và chúng ta cũng copy cho 7 control để nhận 7 cái trường thông tin tương ứng từ căn cước công dân. Và bây giờ để nhận cái chuỗi ký tự từ thiết bị quét barcode thì chúng ta chọn vào cái control đầu tiên, đó là số chứng minh nhân dân hay số căn cước công dân, vào sự kiện.
Và trong sự kiện thì chúng ta chọn lập trình vào sự kiện key up. Chúng ta chọn sự kiện key up hoặc là chúng ta chọn key down cũng được. Trong cái phần sự kiện của Thép Bắc 1 key up thì chúng ta bẫy như sau. Nếu như trường hợp mà sự kiện key code mà bằng phím enter thì bắt đầu là chúng ta sẽ gán cái biến chuỗi S bằng cái nội dung văn bản của trong cái trường là Thép Bắc 1. Vụ cũng giống như phương pháp lập trình VA, chúng ta tạo một mảng động kiểu chuỗi và chúng ta nhận trả về bởi cái hàm tách chuỗi là split. Ở đây trong ngôn ngữ .NET nó rất là tiện là cái là từ chuỗi này chúng ta chấm cái thì nó ra hàm luôn đó, và chúng ta chỉ cần là nhập vào cái tham số cho nó, đó là cái ký tự mà chúng ta làm cơ sở để phân tách chuỗi đó. Và bây giờ chúng ta gán lần lượt các phần tử mảng vào các control như thép bóc một bằng cái phần tử mảng đầu tiên. Và ở đây là chúng ta cũng bẫy trường hợp là nếu như mà kích thước của mảng mà lớn hơn hoặc bằng 7, tức là nó chứa gì ạ, nó chứa số căn cước công dân cũ, thì khi đó chúng ta gán vào cái trường căn cước công dân số chứng minh dân cũ đấy, bằng phần tử A1, sau đó y chúng ta gán bằng 1. Bắt đầu từ trường thứ ba trở đi là chúng ta gán vào phần tử mảng ở kích thước ở vị trí A cộng 1, cứ như vậy thế là ra. Đó, bây giờ chúng ta chạy thử. Nhấp chuột phải chúng ta chọn build. Sau khi build xong thì chúng ta vào cái thư mục bin để chúng ta chạy từ cái file đã biên dịch. Ok. Như vậy là ta đã thành công trên cái môi trường lập trình .NET, ở đây là ngôn ngữ C Sharp. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm trên ngôn ngữ Delphi. Cho Delphi chúng ta sẽ tạo như sau. Vào menu File, chọn New, chọn Windows VCL Application Delphi. Chúng ta dùng cái control có tên là Label Edit. Lợi ích của nó là chúng ta vừa có label lại vừa có cả cái text box để nhập liệu. Ok, bây giờ chúng ta lập trình cho sự kiện bàn phím. Bấm vào cái control thứ nhất, chúng ta chọn tới event. Trong event chúng ta tìm tới sự kiện là keyup. Ok, cũng như các môi trường lập trình như bên C Sharp thì tôi sẽ bẫy bàn phím đó là key. Key. Đó là nếu key mà bằng, tức là phím enter ấy. Ok, thì tiến hành lập trình. Nào, bây giờ chúng ta hãy khai báo các biến để chúng ta thực hiện công việc gán dữ liệu. Đầu tiên chúng ta khai báo biến S kiểu chuỗi để nhận toàn bộ cái chuỗi QR code. Sau đó chúng ta khai báo biến mảng A kiểu T array. Phần tử của mảng A là nhận giá trị kiểu chuỗi. Khai báo biến y. Khi mà phím enter xuất hiện thì biến s sẽ nhận giá trị. Bây giờ chúng ta tách mảng. A sẽ bằng biến s chấm. Chúng ta gọi hàm split. Bên trong hàm split cũng như ngôn ngữ .NET là chúng ta đưa vào cái ký tự để làm cơ sở là phân tách. Chúng ta dùng ký tự thẳng đứng. Bây giờ chúng ta gán các phần tử mảng vào các control.
Nếu như kích thước của mảng mà lớn hơn hoặc bằng 7, tức là có số chứng minh nhân dân cũ, thì chúng ta gán level 2 text. Bằng phần tử thứ hai, biến y, chúng ta đặt điểm xuất phát từ 1 trong trường hợp này. Bắt đầu ta gán các phần tử mảng còn lại cho các control. Như vậy về phần lập trình mã nguồn chúng ta đã làm xong. Bây giờ chúng ta chạy. Bây giờ tôi cần kết nối lại cái phần mềm trên mobile. Quét căn cước công dân. Ok. Như vậy là chúng ta đã lập trình trên phần Delphi thành công. Các bạn lưu ý rằng là trong cái video tôi sử dụng phần mềm BS3 Code to PC, thì để thực hành cùng cái video này chúng vào website atunpro.com. Sau đó chúng ta vào product chọn BS3 Code to PC. Trong trang này chúng ta hãy tải cái phần mềm về máy tính cũng như là cái app trên mobile để chúng ta có thể thực hiện việc quét barcode từ điện thoại vào máy tính. Clip chia sẻ của tôi về phương pháp lập trình để nhận dữ liệu barcode từ các thiết bị quét mã vạch. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.